Một đoạn video đang thu hút sự chú ý cho thấy cảnh tượng một vụ tai nạn thót tim. Trong đó, một đoàn tàu đã cắt ngang chiếc xe giao hàng của Amazon, song thần kỳ là tài xế gần như không bị thương. Vụ tai nạn đã xảy ra từ năm 2021, nhưng đây là lần đầu tiên video quay bên trong cabin chiếc xe chở hàng được chia sẻ với công chúng. Vụ tai nạn xe bị xẻ đôi xảy ra ở Isonia, Wisconsin, Mỹ. Người lái xe đã sống sót một cách thần kỳ tên là Alexander Evan. Tài xế đang cho xe chạy trên đường song song với đường ray, sau đó đánh lái để rẽ. Do đoạn giao nhau này không có đèn tín hiệu hay rào chắn, Evan đã đánh lái mà không hề hay biết nguy hiểm cận kề. Evan liếc sang trái trong quá trình đó, nhưng không nhận thấy đoàn tàu đang đến gần trước khi băng qua đường ray. Đoàn tàu xẹt qua với tốc độ khoảng 70-80 km/h, tốc độ đủ dữ dội để thổi bay chiếc mũ của người tài xế. Sau vụ tai nạn, Evan đã tự tháo được dây đai an toàn và ra khỏi xe. Anh gần như không bị thương, nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện để khám kỹ. Trả lời phỏng vấn của kênh WISNTV ngay sau vụ tai nạn năm 2021, tài xế Amazon cho biết anh bị điếc tai trái. Tiếng động cơ và còi tàu bị bóp méo, nên phải đến sát khoảnh khắc bị tàu đâm, anh mới nghe thấy. Nhưng khi đó thì đã quá muộn. Ngay khi nghe thấy tiếng còi, do đã lỡ chớm vào đoạn giao với đường ray, Evan chỉ còn cách đạp mạnh ga để đi qua một cách nhanh nhất có thể. May mắn thay, anh đã đi đủ xa để ít nhất phần khoang lái qua đường ray. Do đó, tàu đã đâm phải phần thùng chở hàng, xé toạc nửa sau chiếc xe. Evan chỉ cách con tàu đúng vài centimet. Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi xảy ra vụ va chạm, Evan nói, chỉ thấy không khí và áp suất. Tôi cảm nhận được túi khí. Thành thật mà nói, tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Anh thừa nhận bản thân cũng không thể tin rằng mình đã sống sót. Ngay cả trong video, sau khoảnh khắc thót tim, Evan cũng chỉ biết lắc đầu như thể muốn nói, thật không thể tin nổi.